Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8 giờ 44 phút tối giờ California. Tôi là thầy Thích Thông Lai đang ở tại làng A Di Đà Indio thuộc miền Nam California, Hoa Kỳ. Sau những ngày quá bận rộn, tôi vừa check email thì có nhiều email của Phật tử khắp nơi hỏi về tình hình cuộc chiến tranh giữa Do Thái và quốc gia Hồi giáo lớn nhất ở Trung Đông là Iran. Nó đã diễn biến như thế nào? Thì tôi xin phép dùng cái sự mà hiểu biết của tôi để trả lời những câu hỏi của đệ tử trong hệ thống chùa Tầm Quyên do tôi giáo dưỡng. Tôi xin mời quý vị nghe tôi đọc email. Kính bạch sư phụ, kể từ cái buổi nói chuyện tối qua tới bây giờ, tụi con thấy trên tất cả những hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ và thế giới đều bàn luận đủ thứ về chuyện quốc gia Hồi giáo Iran đã tấn công hàng trăm quả tiễn hành trình và những quả tiễn siêu đẳng ballistic cũng như drone, và có nhiều bình luận trái chiều lẫn nhau làm tụi con khó hiểu. Tụi con theo dõi một số nguồn tin từ những cái đài CNN, CBS, ABC, NBC và những cái đài truyền thông, kể cả những cái đài ở bên Âu Châu hay là Ấn Độ, Úc Châu, cả Á Châu, thì nói rằng Hoa Kỳ đã điều hàng không mẫu hạm tới cái vùng biển Trung Đông, và chính Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ bắn hạ tất cả những cái quả tiễn đi qua cái khu vực không phận của Syria và Iraq. Thì như vậy tụi con rất khó hiểu là Hoa Kỳ sẽ bắn hạ tất cả các quả tiễn mà bay qua không phận Iraq bằng căn cứ quân sự Hoa Kỳ có mặt tại đó, và hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở ngoài biển cũng sẽ bắn hạ tất cả các quả tiễn như vậy là thế nào? Tức là những quả tiễn sẽ phóng lên từ lãnh thổ Iran nhắm vào Do Thái cũng bị Hoa Kỳ bắn hạ. Và những quả tiễn được bắn từ Do Thái để trả đũa lại Iran bay qua không phận Syria hoặc là Iraq cũng bị Hoa Kỳ bắn hạ. Như vậy là Hoa Kỳ sẽ đứng về phe nào? Cho nên tụi con theo dõi tin tức và tụi con không biết là ai đúng ai sai. Hoa Kỳ là đồng minh số một là Do Thái, mà nếu Hoa Kỳ đứng giữa hai hàng thì như thế nào? Xin sư phụ dành chút thời gian để giải quyết những cái sự nghi vấn, theo dõi tình hình chiến sự Trung Đông vì nó sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống của tụi con ở Hoa Kỳ. Chúc sư phụ sức khỏe, vì biết sư phụ rất bận rộn, vừa mới đi cầu an hộ niệm cho thầy Tệ Châu. Cảm ơn sư phụ. Đúng như cái lời mà hỏi của một nhóm Phật tử ở California thì rõ ràng là Joe Biden đã đưa hàng không mẫu hạm lại vùng biển Trung Đông, và chính Hoa Kỳ tuyên bố sẽ bắn hạ tất cả các quả tiễn bay. Vì quý vị biết rằng giữa Do Thái và quốc gia Hồi giáo Iran là Syria và Iraq, tại vì Do Thái không có biên giới chung với Iran mà phải đi qua cái lãnh thổ không phận của Syria và phải bay qua không phận của Iraq. Mà bây giờ Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ bắn hạ tất cả các quả tiễn đi qua cái vùng Syria hoặc Iraq, thì đúng như Phật tử hỏi, cái tin này có thật. Hoa Kỳ qua cái chính sách của Joe Biden sợ cuộc chiến sẽ lan rộng,
cuộc chiến sẽ lan rộng Trung Đông và nó sẽ ảnh hưởng tới khắp thế giới, có thể đưa Hoa Kỳ và thế giới vào cái cuộc thế chiến thứ ba. Nhưng mà làm như vậy thì quý vị thấy rõ ràng, khi Hoa Kỳ tuyên bố như vậy là Iran mà bắn qua Hoa Kỳ cũng dùng cái hệ thống quả tiễn Patro để mà bắn hạ, mà ngược lại Do Thái cũng không thể trả đũa, Hoa Kỳ cũng bắn hạ luôn. Thì bây giờ sư phụ cho biết, một số những cái cơ quan truyền thông ở Á Châu, như là một cái tờ báo của Nhật Bản, nó đã đăng cái tin này hồi lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay. Nó nói rằng Hoa Kỳ đã có một sai lầm trong cuộc chiến Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 là cái tiền đồn của thế giới tự do để ngăn chặn cái làn sóng cộng sản do Nga và Tàu Cộng phát động, tiến từ ở bên Tàu Cộng xuống, tiến xuống tới Bắc Hàn và Hoa Kỳ đã chặn được bằng cái hiệp định bằng môn điếm, và đã tiến xuống cộng sản Tàu qua cái cộng sản của Hồ Chí Minh, đã tiến xuống tới vị trí 17. Mà sau đó Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, và trong thời gian từ năm 1975 cho tới nghĩa là năm 1990-95, tức là 20 năm Hoa Kỳ mất mặt, Hoa Kỳ mất uy tín, không ai tin Hoa Kỳ, và bây giờ mới lần lần lấy lại uy tín. Mà giờ này Do Thái là một đồng minh số 1 của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông. Mà bây giờ Hoa Kỳ đó, đi cái thế nhất là trong cái chính sách của Joe Biden đi hàng hai. Thì từ nay nếu mà Do Thái mà trả đũa, Do Thái bị bắn hàng trăm cái quả tiễn vào trong lãnh thổ và đã có người chết, Do Thái bị tấn công trước, mà Hoa Kỳ lại đứng theo cái thế là coi như là không có rõ ràng, không bảo vệ đồng minh, thì từ bây giờ khi Do Thái mà đơn độc để mà trả đũa Iran, mà Hoa Kỳ vẫn vô cảm hoặc là đứng ở giữa của vừa một bên là phe Iran, là phe coi như là thù nghịch, và đồng minh số 1 là Do Thái, mà Hoa Kỳ vẫn nói là bất cứ quả tiễn nào bay qua cái vùng trái điểm Iran hoặc là Iraq sẽ bị bắn hạ hết, thì như vậy không còn đồng minh nào tin tưởng Hoa Kỳ. Những cái nước mà đã ký những hiệp ước để nhờ Hoa Kỳ bảo vệ cũng không tin tưởng Hoa Kỳ, kể cả Đài Loan, kể cả Philippines, kể cả Nam Hàn, kể cả Nhật Bản, và kể cả Hoa Kỳ muốn trở lại Đông Nam Á cũng không ai tin hết. Đó là cái thất bại của chính sách yếu kém của Joe Biden. Và trả lời cho quý vị biết, nội các của Thủ tướng Netanyahu đã họp và đã có kết quả. Và ông nói rằng, vì cái thái độ của Hoa Kỳ không rõ ràng cho nên ông không cần tuyên bố là ông sẽ làm cái gì. Nhưng mà ông nói rằng Iran là đất nước sắp có bom nguyên tử, và Iran tiền tuyên bố ngày nào có bom nguyên tử ngày đó xóa sổ Do Thái trên bản đồ thế giới. Và hiện tại Do Thái đã có trên 1.000 mục tiêu đã được định sẵn trên toàn lãnh thổ Iran, tức là nắm rõ như ban ngày. Và từ sáng tới giờ Do Thái đã dùng máy bay tàng hình F-35 tấn công tất cả những cái mục tiêu, không phải là Iran nha, mà những cái lính, những cái tụi mà được Iran support là đánh vào những cái tờ căn cứ của cái tụi Hồi giáo Hezbollah, đánh dài dài ở trong cái vụ Syria, những cái căn cứ, khoảng chừng 20 căn cứ địa của tổ chức Hồi giáo khủng bố Hezbollah nằm dọc giữa Syria và Do Thái. Do Thái đã đánh chính xác 20 mục tiêu, thiêu hủy toàn bộ các hậu cần của cái phe Hezbollah. Mà tại sao Do Thái chưa đánh qua Iran, về Do Thái dằn mặt Hoa Kỳ? Là bây giờ đó, mấy anh không cho tôi trả đũa thì tôi đánh tất cả những cái căn cứ, những cái đàn em của thằng Iran trước, mà đánh bằng F-35. Mà F-35 là một cái loại máy bay tàng hình. Nếu mà Do Thái sử dụng quả tiễn coi như là hành trình để bắn qua Iran thì Hoa Kỳ sẽ dùng những cái hệ thống mà Patro để mà bắn hạ. Nhưng mà khi dùng F-35, đó là một cái loại phi cơ chế bằng một cái loại coi như kim loại đặc biệt, và không có một cái hệ thống nào phát giác, kêu là máy bay tàng hình.
một chiếc máy bay F-35 trị giá tới 1-2 tỷ đô la, và chỉ cần một cái phi đội 12 chiếc là có thể dập tan dưới một cái chiếc máy bay tiếp tế là Do Thái, có thể đánh tan 1.000 cái mục tiêu của Iran, kể cả những cơ sở sản xuất vũ khí nguyên tử, trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ Do Thái tỏ thái độ là Do Thái không đầu hàng và không chịu áp lực của Hoa Kỳ. Và Do Thái đã sử dụng F-35 và tấn công 20 mục tiêu của tổ chức Hồi giáo Hezbollah. Mà quý vị biết, nguyên tức từ ngày 7 tháng 10 tới bây giờ, khi mà Do Thái tấn công vào cái tụi Hamas ở trong cái lãnh thổ của cái khu vực mà West Bank, thì á, tụi Hezbollah ngày nào nó cũng đánh phá Do Thái ở miền Bắc, nhưng mà Do Thái chỉ là trả đũa cầm chừng. Nhưng mà từ sáng tới giờ, 4 tiếng đồng hồ liên tiếp, Do Thái dùng F-35 quanh tạc, coi như là tiêu diệt tất cả các cơ sở hậu cần của tổ chức khủng bố Hồi giáo Hezbollah, để cho Hoa Kỳ thấy rằng Hoa Kỳ có ủng hộ hay không, Do Thái vẫn trả đũa, vì đó là cái quyền của Do Thái. Và quý vị nên nhớ, máy bay F-35 của Hoa Kỳ bán cho Do Thái và bán cho Ả Rập Saudi. Nhưng mà tất cả những cái máy bay F-35 mà của Hoa Kỳ bán cho Ả Rập Saudi là được dùng chỉ bay trong cái lãnh thổ của Ả Rập Saudi. Mà bay ra khỏi lãnh thổ Ả Rập Saudi là chiếc máy bay đó nó sẽ không hoạt động được liền, nó mất tất cả hệ thống điều khiển. Vì Hoa Kỳ nói tôi bán F-35 cho các anh để các anh defend chứ không phải là offend, bán để bảo vệ chứ không phải là coi đi đánh cái nước khác. Nhưng mà chỉ riêng độc quyền có đồng minh Do Thái là F-35 của Do Thái là được quyền đánh tất cả các nước để mà bảo vệ cái lãnh thổ Do Thái nhỏ bé nằm giữa một cái khối Hồi giáo gồm có hàng chục nước mạnh gấp trăm lần. Cho nên á, kỳ này Hoa Kỳ không thể nào mà chặn được nếu mà Do Thái muốn trả đũa. Theo sự tiên đoán của tôi, trong vòng từ đây cho tới 72 tiếng, Do Thái sẽ bắt đầu hành động và sẽ đánh tất cả những mục tiêu mà Do Thái tuyên bố đã có 1.000 mục tiêu. Và hiện tại Do Thái biết rằng với chính sách mà yếu hèn của Joe Biden không bảo vệ đồng minh, thì Hoa Kỳ sẽ mất thế đứng một lần nữa, cũng như bỏ rơi đồng minh là Việt Nam Cộng Hòa. Mất 20 năm sau người ta mới tin là Hoa Kỳ không bỏ rơi đồng minh. Và giờ này Hoa Kỳ nếu bỏ rơi Do Thái biết rằng cái ván cờ này là ván cờ nghĩa là đảng Dân Chủ sẽ thân bại danh liệt. Và cái khối người Do Thái cánh tả ở Mỹ, dù gì đi nữa, khi mà quốc gia Do Thái bị Iran tấn công, họ cũng chạm tới tự ái dân tộc. Do Thái bị tấn công trước mà Do Thái bị Hoa Kỳ cản không cho đánh lại, thì Do Thái sẽ mỗi một ngày mà không đánh lại thì cái sự mất mặt của Do Thái là cái tinh thần yêu nước Do Thái nó sẽ nổi lên. Và như vậy rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ mất mặt. Cho nên Netanyahu biết rõ cái này, và Netanyahu đã họp nội các và tuyên bố rằng sẽ đánh trả dù có sự ủng hộ của Hoa Kỳ hay không. Và Hoa Kỳ không thể nào mà bắn máy bay Do Thái được, không thể nào bắn F-35 của Do Thái được. Cho nên những ngày sắp tới là một cái ngày đau thương, mà tất cả những nhà bình luận trên thế giới đều nhận định rằng cái sự ngu xuẩn của Iran khi mà tấn công Do Thái trước, vì Do Thái đang chờ cơ hội để mà có cái cớ chánh danh ngôn thuận để mà dùng F-35 để mà đánh sập tất cả các nhà máy đang sản xuất vũ khí nguyên tử mà không có cái cớ nào chính đáng. Và bây giờ tự động ăn một hơi 300-400 cái quả tiễn, mà cái quả tiễn mới nhất là quả tiễn ballistic. Quả tiễn ballistic rồi mà là nó của Nga, nó đưa cái công thức là quả tiễn bay với tốc độ âm thanh là 7 lần nhanh hơn tốc độ âm thanh là Mach 7 đó quý vị, mà Nga nó vừa giao cái công thức này cho Iran. Và nó tuyên bố không có một cái quả tiễn bạc trôi nào mà có thể bắn hạ được. Nó bắn 100 trái quả tiễn ballistic missile. Và như vậy 393 trái đã bị bắn hạ trên không trung, chỉ có 7 trái lọt.
vào trong lãnh thổ Do Thái. Và kỳ này Nga đã mất mặt vì cái quả tiễn siêu đẳng bay với tốc độ Mach 7 mà vẫn bị cái dàn quả tiễn coi như là phòng không của Hoa Kỳ viện trợ Do Thái bắn hạ. Trong cái 100 trái drone đầu tiên mà ngày hôm qua tấn công vào trong cái vùng không phận của Do Thái, mỗi một chiếc quả tiễn mà coi như là bạc trô để mà bắn hạ một cái drone trị giá 3 triệu đô la, Hoa Kỳ viện trợ trị 3 triệu đô la. Và Iran đã thắng trong cái trận này là tại vì một chiếc drone của Iran chỉ trị giá là 20.000 đô la. Một cái chiếc drone trị giá 20.000 đô la là coi như 10 trái là 200, 100 trái là 2 triệu. 100 cái drone, trong khi đó đó 100 cái drone nó lại Do Thái lại tốn 100 cái quả tiễn bạc trô. Mỗi một quả tiễn bạc trô mà cho Hoa Kỳ viện trợ Do Thái là 2 triệu đô la. Một chiếc là 2 triệu, 10 chiếc là 200 triệu, 100 chiếc là 2 tỷ. Ngày hôm qua để bắn hạ 100 chiếc drone của Iran, Do Thái đã chi mất 2 tỷ đô la vào cái vũ khí bảo vệ. Và cái đợt thứ hai là quả tiễn hành trình, thì mỗi một chiếc quả tiễn hành trình này nó cũng khoảng 500.000 đô la. Thì lúc đó Do Thái bắn một cái quả tiễn hành trình rớt thì Do Thái lỗ 1 triệu rưỡi đô la. Nhưng mà ngược lại, khi Do Thái bắn 93 cái quả tiễn ballistic là siêu đẳng thì mỗi một cái quả tiễn ballistic này nó cũng là 2 triệu đô la, 3 triệu đô la, thì nó tương đương với một cái quả tiễn bạc trô của Do Thái. Cho nên cuộc chiến tranh này nó rất là tốn kém, và nó đầu tiên 100 chiếc drone mỗi chiếc có 20.000 mà đấu với một chiếc 2 triệu đô la thì Do Thái thua về vấn đề tài chính. Nhưng mà qua tới cái 100 cái quả tiễn missile hành trình, tức là quả tiễn cruise, quả tiễn hành trình, thì mỗi chiếc, mỗi cái một đầu đạn nó tốn khoảng chừng 500.000 tới 1 triệu, thì Do Thái lỗ khoảng 1 triệu đô la. Nhưng mà qua tới quả tiễn siêu đẳng ballistic missile thì nó tương đương. Nhưng mà cái chuyện lỗ lời không quan trọng, mà quan trọng là Hoa Kỳ mà bỏ rơi Do Thái là Hoa Kỳ sẽ mất uy tín với đồng minh, và phải mất 20 năm nữa Hoa Kỳ mới lên lực uy tín, và Hoa Kỳ không trở lại dùng Đông Nam Á được. Cho nên đây là cái chính sách yếu kém của Joe Biden, tức là chính sách không rõ ràng. Một bên á là đồng minh và một bên là kẻ thù. Thời gian 3 năm qua, ông Trump đã nói rằng sở dĩ có cuộc chiến tranh này vì Joe Biden nghe lời Obama hủy bỏ lệnh bán cấm vận dầu hỏa, cho nên Iran mỗi một năm kiếm được 7-80 tỷ đô la. Và Iran có 7-80 tỷ đô la nên bắt đầu sản xuất và bắt đầu có cái tâm là bắt đầu tiêu diệt Do Thái. Cho nên đối với sư phụ, đây là bài toán khó cho Joe Biden. Tới giờ này Joe Biden đã họp nội các, nhưng mà chưa có một tuyên bố nào rõ ràng. Chỉ có một cái tuyên bố từ Bộ Quốc phòng là hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ và tất cả căn cứ Hoa Kỳ có mặt tại Iraq và sẽ bắn hạ tất cả các quả tiễn, bất cứ là xuất phát từ Iran bắn qua Do Thái hay Do Thái bắn qua Iran, Hoa Kỳ đều hạ hết. Đó là cái chính sách của Joe Biden, là không muốn Do Thái trả đũa mà cũng không muốn Iran tấn công thêm. Hy vọng rằng sẽ chặn được, nhưng không chặn được đâu. Vì cái chính sách này nó làm cho những cái người Do Thái nổi loạn, là họ bị cái nhục, bị đánh mà không thể mà trả đũa. Và họ có một cái vũ khí là F-35 tàng hình, mà F-35 tàng hình là không có thể ai bắn hạ được vì nó bay mà không có radar nào biết. Mà cho dù radar của Hoa Kỳ có biết đây là cái tín hiệu của đồng minh, Hoa Kỳ cũng không thể nào mà có thể bắn hạ F-35 của Do Thái. Vì Hoa Kỳ mà tự bắn đồng minh của mình là Hoa Kỳ tự vạch mặt cho thế giới thấy mình là cái kẻ phản bội. Cho nên Do Thái ngày hôm nay dằn mặt Hoa Kỳ bằng cách dùng F-35 oanh tạc 20 mục tiêu trên lãnh thổ Syria, mà Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng bất cứ một quả tiễn nào dùng cái lãnh không phận của Syria để mà đánh thì Hoa Kỳ bắn hạ hết. Nhưng mà Do Thái không có sử dụng quả tiễn, không sử dụng cái vũ khí nào hết, dùng F-35 tàng hình,
và tiêu diệt 20 mục tiêu dọc theo biên giới Syria và dọc đến ngược lên cả coi như là Hezbollah Lebanon, và Hoa Kỳ không có bắn hạ được những cái chuyện làm của Do Thái. Và quý vị nên nhớ tầm bay của F-35 với phi cơ tiếp liệu trên không, chỉ cần 12 chiếc F-35 xuất phát, cái khoảng cách nó hoạt động là 7.000 dặm, dư sức bay từ Do Thái, bay xuyên qua Syria hoặc Iraq để ném bom vào 1.000 mục tiêu mà Do Thái đã định vị sẵn bằng cái máy bay tàng hình F-35. Cho nên quý vị thấy trong vòng 24, 48, 72 tiếng nữa, tình hình chiến tranh tại Trung Đông không thể dập tắt bởi chính sách yếu kém của chính quyền Joe Biden, mà nó sẽ làm cho Hoa Kỳ càng ngày càng bị đồng minh thấy rõ là dù có ký kết với Hoa Kỳ vẫn bị Hoa Kỳ bỏ rơi, dù là một đồng minh số 1 như Việt Nam Cộng Hòa hoặc là như Israel Do Thái cũng bị Hoa Kỳ đâm sâu lưng, và cái Hoa Kỳ sẽ mất mặt trên thế giới và không còn ai tin để ký hiệp ước với Hoa Kỳ. Đó là những nhận định của Tỳ Kheo Thích Thông Lai. Cho dù Hoa Kỳ có đem hàng không mẫu hạm, có đem quả tiễn Bạch Trô để mà bắn hết tất cả những cái quả tiễn xuất phát từ Iran qua Do Thái hay từ Do Thái qua Iran, thì Do Thái vẫn có một cái vũ khí đặc biệt để tiêu diệt các mục tiêu trên lãnh thổ Iran bằng cách trả thù lại. Và đó là những chiếc F-35 tàng hình do chính Hoa Kỳ viện trợ. Trân trọng kính chào.